Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cường Cúc Kết sẽ chia sẻ với các bạn cách làm chè ba màu tại nhà. Các bạn nào thích ăn chè ba màu không? Chè ba màu thì sẽ gồm có là màu vàng của khoai lang nè, màu xanh của đậu xanh và màu trắng nước cốt dừa các bạn. Ăn cái chè nó vừa mềm vừa thơm, nó béo trong miệng, rất là ngon. Đó, khi ăn thì các bạn sẽ trộn đều lên. Có thêm đá ở trên nè, lạnh lạnh nè, ăn mát cực kỳ. Mời các bạn nha, chè ba màu. Đậu xanh thì nó thơm cái mùi lá dứa các bạn, kẹp theo đó là cái khoai lang bên dưới nè, ăn nó dẻo dẻo ngọt ngọt, nước cốt dừa thì béo béo. Trời nóng mà các bạn có một cái ly chè ba màu mát lạnh như thế này hết sảy luôn ha. Ok, nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách nấu chè ba màu tại nhà thì hôm nay Cường Cúc Kết sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để nấu chè ba màu gồm có đậu xanh, khoai lang và nước cốt dừa thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là khoai lang. Thì mình mua khoai lang vàng ha các bạn ha, ăn sẽ ngon. Nếu mà các bạn không thích màu vàng thì các bạn dùng màu tím cũng được. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm là đậu xanh nè. Khoai lang á, thì ví dụ như mình ăn nhiều, ví dụ như gia đình các bạn đông người thì các bạn dùng nhiều khoảng 2-3 củ gì đó. Còn ví dụ như mình nấu gia đình ít khoảng 2-3 người thì mình nấu khoảng 2 củ thôi đã được nha các bạn. Tại vì nó một cái ly chè như vậy á, thì mỗi một cái màu nó cũng ít thôi, nên là các bạn mà nấu nhiều quá thì mình ăn nó không hết ha. Rồi đậu xanh nè thì mình dùng khoảng 80g đậu xanh nha các bạn, nước cốt dừa, đường, sữa đặc và lá dứa. Hai lá dứa này ở một số vùng miền thì còn gọi là lá nếp, nó cho cái màu xanh á. Thì một chút nữa mình sẽ xay để mình tạo cái màu xanh và màu vàng, còn cái màu trắng là mình lấy nước cốt dừa ha. Ok, rồi bây giờ đầu tiên thì đậu xanh khi mà các bạn mua về mình phải vo sạch, sau đó thì mình sẽ ngâm, các bạn ngâm khoảng 2 tiếng để cho đậu xanh nó nở ra. Bây giờ cái khoai lang thì mình gọt vỏ rồi mình hấp chín nha các bạn. Về cái khoai lang thì các bạn sẽ cắt thành những cái khoanh nó khoảng 1cm đến nửa cm. Mình sẽ hấp chín nha các bạn. Mình cắt dày quá mình hấp lâu chín lắm. Còn nếu mà các bạn không muốn hấp thì mình luộc cũng được. Mình sẽ cho nó vào trong cái nồi cơm điện á, mình hấp cho nó nhanh. Về cái lá dứa thì các bạn sẽ dùng khoảng 15 đến 20 gram ha. Mình sẽ cắt nhỏ nhỏ mình cho nó vào trong cái máy xay sinh tố mình xay. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây một chút xíu nước đủ để cho nó cái máy nó có thể xay được lá dứa rồi ha các bạn ha, đừng cho nhiều quá. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ xay nhuyễn cái này, sau đó thì các bạn cho nó qua một cái rây để mình lọc lấy nước. Đây, sau khi mà xay xong thì mình cho nó qua một cái rây như thế này. Ok ha, vậy là mình đã thu được cái phần nước lá dứa đây nè. Thì cái lượng nước lá dứa này á, các bạn thu được khoảng 100 đến 150ml nha. Ít thôi, không cần nhiều đâu. Về cái đậu xanh này nè, sau khi mà các bạn đã ngâm rồi thì mình rửa lại cho nó sạch nha các bạn. Đó, các bạn thấy hạt đậu xanh này nó nở to ra khoảng gấp đôi rồi. Thì bây giờ mình sẽ đem đi hấp luôn nha các bạn, khoai lang cũng hấp mà đậu xanh thì cũng hấp luôn, nhưng mà đậu xanh thì phải ngâm rồi mới hấp. Khoai lang mà sau khi mà các bạn hấp chín rồi mình sẽ cho vào trong tô và chuẩn bị là mình nghiền nát nó ra với lại đường. Còn bạn nào mà không thích nghiền thì các bạn cho vào trong máy xay cũng được. Nhưng mà thường thì cái khoai lang này mình thấy xay ăn không ngon, mình nghiền như vậy thì ăn sẽ ngon hơn. Tiếp tục là mình lấy cái sửng này để mình đi hấp cái đậu xanh. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho mình vào đây là 1/3 ống vani nha các bạn. Không có cũng không sao, có một xíu vani vào thì nó sẽ thơm hơn. Mình lưu ý là 1/3 ống nha các bạn, đừng cho cái ống vào, cho nhiều vani quá thì ăn nó sẽ có vị hơi nhẫn nhẫn. Rồi muối thì mình cho nó một cái chút xíu muối thôi. Muối thì các bạn cho mình khoảng 1/3 thìa cà phê. Rồi tiếp theo là đường. Đường thì các bạn sẽ cho mình là 2 muỗng canh đường. Rồi tiếp theo là sữa đặc thì các bạn sẽ cho mình là 2-3 muỗng canh sữa đặc nha các bạn. 60g ha, các bạn cho 60g sữa đặc. Bây giờ các bạn sẽ nghiền nát cái phần khoai ra với lại đường với lại sữa đặc nè. Sau đó mình sẽ bắt lên bếp các bạn nấu ha. Các bạn dùng cái nĩa các bạn nghiền ra rất là dễ. Đây, nếu mà cái khoai của mình mà nó khô quá thì các bạn có thể là cho thêm một xíu nước lọc vào. Khi mà nấu thì các bạn để lửa nhỏ thôi ha. Nếu các bạn thấy mà nó cứ khô quá thì mình có thể là cho thêm xíu nước vào. Rồi khi mà cái phần đường và cái phần sữa đặc nó chín rồi đó thì bây giờ mình tắt lửa ha. Ok, tiếp tục bây giờ mình sẽ làm đến cái đậu xanh.
Cái này khi mà mình làm xong rồi các bạn nhớ lấy cái nắp các bạn đậy lại, tại vì nếu mà các bạn không đậy nắp thì nó sẽ bay hơi đi, nó sẽ làm cho cái khoai và cái đậu xanh của mình á nó trở nên rất là khô, mình ăn chè nó không ngon ha. Rồi bây giờ về cái lớp màu trắng nước cốt dừa thì mình sẽ cho vào đây khoảng 200 ml, thì cứ một ly như vậy các bạn sẽ cho khoảng 30 đến 40 ml nước cốt dừa, thì với 200 thì các bạn có thể làm được 5 ly chè nha. Ok, mình sẽ cho vào đây là 200. Một cái lon như vậy nó là 400 đó các bạn, mình cho nửa lon nó là 200 ha. Nếu như mà các bạn muốn cái nước cốt dừa mình nó có cái độ sánh ăn chè nó cho nó ngon á, thì mình có thể cho thêm vào đây khoảng 2 thìa cà phê bột bắp, còn không có cũng không sao. Cái bột bắp mình cho khoảng 2 thìa cà phê, 1-2 thìa cũng được các bạn. Rồi mình cũng cho vào đây là 1/3 ống vani. Đường thì các bạn cho mình khoảng 3-4 thìa cà phê đường gì đó. Đó, cho 3 thìa cà phê đường đi và một chút xíu muối ha các bạn ha, một xíu muối thôi. Rồi bây giờ mình cũng bắt lên bếp, các bạn sẽ nấu cho cái hỗn hợp nước cốt dừa này nó sánh trở lại nha các bạn. Cái này mà các bạn muốn cho cái nước cốt dừa mình nó có cái độ thơm và béo hơn thì các bạn có thể là dùng cái nước cốt dừa tươi bằng trái dừa khô người ta vắt ra, còn mình dùng nước dừa lon như thế này thì cái độ béo và cái mùi thơm nó sẽ không bằng ha các bạn ha. Và lưu ý các bạn á, là khi mà nấu xong thì các bạn nhớ là mình cũng cho nó vào trong cái tô rồi mình đậy nắp lại nha các bạn. Các bạn mà để nó bị khô á, là mình ăn chè nó không có ngon đâu. Các bạn nấu khoảng 5-7 phút là được rồi. Nấu 5-7 phút cho cái nước cốt dừa này á, nó sánh lại là được. Đây, đậu xanh sau khi mà các bạn hấp chín rồi thì mình múc cho nó vào cái tô lá dứa luôn ha. Cho vào như vậy để cho nó nhanh nguội các bạn. Còn không thì các bạn hãy để nguội rồi các bạn xay. Mình xay cái đậu xanh mà nóng á, cái lưỡi dao nó rất là nhanh mòn và nó hư. Rồi, đường thì các bạn sẽ cho mình là 2 muỗng canh đường. Mình sẽ cho vào đây là 1/3 ống vani còn lại. Một chút xíu muối luôn ha các bạn ha. 1/5 thì cà phê muối. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó vào trong máy xay sinh tố và các bạn xay nhuyễn cái phần đậu xanh với lại đường thì ra ha. Đây, cho hết vào trong cái này. Máy xay sinh tố mình xay ra, xay nhuyễn ra. Sau khi mà xay nhuyễn rồi á, mình sẽ cho nó vào trong nồi. Bây giờ mình cũng đi nấu cái phần là đậu xanh này. Các bạn thấy cái màu đẹp ghê không? Chè ba màu. Đây, lúc này các bạn cũng bắt lên bếp, các bạn cũng nấu cho cái đậu xanh này nó nóng lên trở lại. Đây, mình cho vào đây thêm một xíu nước nữa ha, khoảng một muỗng canh thôi. Khi mà các bạn nấu những cái đậu xanh hay là nấu khoai lang thì mình để lửa nhỏ thôi nha các bạn. Các bạn đừng để lửa lớn, để lửa lớn nó dễ cháy lắm. Tại vì nó dính cái phần tinh bột đậu xanh và tinh bột khoai lang ở dưới đáy nồi á, nó rất là dễ cháy ha. Nên mình nấu thì mình để lửa nhỏ thôi. Đó, khi mà các bạn thấy cái đậu xanh này nó nóng lên, nó bốc khói lên thì mình tắt lửa đi. Thì mình cũng múc nó vào tô hoặc là mình đậy nắp lại. Rồi mình ăn thì mình múc ra ly và mình cho thêm đá vào. Chè này thì mình ăn lạnh nó mới ngon nha các bạn. Nếu như mà các bạn không thích ăn chè đá mà các bạn thích ăn chè nóng á, thì trong công thức chè ba màu ngày hôm nay các bạn cứ giảm một muỗng canh đường xuống cho mình. Ví dụ như hồi nãy mình cho vào trong cái khoai lang này á, cái khoai lang nè là 2 muỗng canh đường ha các bạn, thì các bạn cho mình khoảng một muỗng canh thôi, mình vẫn giữ cái lượng sữa đặc đó. Rồi cái đậu xanh này cũng vậy luôn, mình cũng cho một muỗng canh thôi ha, thì mình sẽ ăn chè nóng. Còn các bạn muốn ăn chè đá thì các bạn cho thêm 2 muỗng canh. Rồi thì ở đây là mình có đậu xanh nè, khoai lang và nước cốt dừa. Thì sau khi mà các bạn làm xong hết rồi thì mình để cho nó nguội, hoặc là mình có thể là cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh nha các bạn, khoảng 30 phút thì ăn nó sẽ ngon. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh nha, khoảng 30 phút rồi đấy ra. Rồi bây giờ chuẩn bị là mình ăn chè thôi. Đây, mình sẽ cho vào trong cái đáy ly ha, lớp màu vàng trước. Thực ra mình làm như vậy để chút nữa mình chụp cái tấm hình á cho nó đẹp ha các bạn. Còn các bạn ở nhà các bạn dùng cái muỗng các bạn múc cũng được, khỏi cần là phải cho nó vào trong cái túi bắt kem như mình. Rồi mình có thể làm được khoảng 5 ly chè nha các bạn. Mấy bạn mà thích ăn chè ba màu thì có thể tự làm ở nhà như thế này, rất là dễ luôn. Mình khỏi sợ là người ta dùng những cái màu hóa chất nè, rồi đường hóa học nữa. Tự làm ở nhà ha các bạn, rất là dễ. Mình dần dần lại cho nó xuống, cho nó chặt xuống. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái màu xanh.
Sau khi cho màu xanh lên rồi thì các bạn có thể là mình trưng bày ra tủ để mình bán nè, hoặc là mình cho nó vào trong tủ lạnh. Khi nào mà các bạn muốn ăn á thì các bạn lấy ra và mình đập đá thật là nhuyễn luôn, mình cho lên trên rồi mình rưới nước cốt dừa lên là mình có thể ăn được ha. Rất là đơn giản luôn. À, mình đã xong hai màu rồi ha, màu xanh và màu vàng. Rồi bây giờ mà ăn á, thì mình sẽ cho đá vào trong ly ha các bạn. Các bạn nhìn thấy nè, một màu hai màu ha. Mình cho đá vào rồi các bạn rưới nước cốt dừa lên là mình có thể ăn được. Đó, ai mà là tín đồ của chè thì đừng có bỏ qua cái món chè ba màu này nha. Mình sẽ ghi lại cái công thức chi tiết trong cái phần mô tả của video. Tất cả những cái video trên kênh mình á, trên kênh Cựu Khích mình đều ghi hết. Nên là giả sử như là trong quá trình mà các bạn nghe không rõ thì các bạn cứ việc bấm vào trong cái mô tả của video để các bạn xem. Rồi, cho nước cốt dừa vào thôi. Mời các bạn luôn nha. Chè ba màu với mình, ăn chè ba màu với mình. Đó, các bạn có thấy hấp dẫn không? Đây là những cái ly chè ba màu. Ok, thì hy vọng là qua video này, Cựu Cốc Khách đã chia sẻ với các bạn cách nấu chè ba màu tại nhà. Hy vọng là các bạn sẽ thích món chè này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.